Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay em vẫn lên những cái mặt hàng lan rừng để gửi tới các bác. Đây là một giò cám nguyên bản nhé. Đấy, một cây cám nguyên bản xếp đẹp như này nha các bác nhé. Đấy, cái dòng cám Lai Châu thì các bác biết đấy, những cái cây nó xếp đẹp như này thì tìm nó cũng không phải đơn giản đâu các bác. Đấy, nguyên bản. Về cái này các bác có thể là cứ ốp cho em cái túi phân dê, xong là treo lên cho em cũng được, hoặc là các bác muốn đẹp ý, thì các bác cho vào một cái chậu, ấy, xong là cho thêm giá thể vỏ thông các thứ vào là cực kỳ đẹp nha các bác nhé. Mã số 2 nhé các bác nhé, cám nguyên bản mã số 2 của em có giá là 250.000 nhé, 250.000 cho giò cám nguyên bản số 2. Cáo tiếp theo này các bác này. Cáo này thì nó có 3 cây. 1 cây, 2 cây, 3 cây và một cái cây con này nữa nhá. Và một cái cây con này không biết là con của con này hay là con của con này. Cái cây này thì riêng cái cây này này. Đấy, cái cây này cái vòi hoa gãy này. Năm vừa rồi cái bông này nó nở hoa rất là đẹp này các bác này. Cáo giống này thôi nhé, cái này là cáo giống nhưng nó vẫn có hoa nhé các bác nhé. Đây đây, cần hoa năm trước đây nhé, cần hoa năm trước đây nhé. Đấy. Cáo mã số 7 nhé các bác nhé, tôi giá là 380.000 cho 4 cây nhé, 380.000 4 cây cáo này. Đấy, cái dòng bác nào chưa có giống cáo Lai Châu thì sưu tầm rồi dò về chơi nhé. Tiếp theo này các bác này, em lên cho các bác giò chồn này. Đấy, giò đuôi chồn ghép giớn như này nhé các bác nhé, chồn ghép giớn như này nhé. Chồn mã số 6 có giá là 300.000 nhé các bác nhé, mã số 6 có giá 300.000 cái giò đuôi chồn ghép giớn này nhé. Cái này về các bác chỉ treo cho cái túi phân dê ở đây lên vù vù luôn, 360.000 à 300.000 nhé các bác nhé. Tiếp theo này các bác này, em lên cho các bác một giò kiều vuông Lộc Bắc này. Đấy, cái này thân nó to nó nặng, em buộc nó vào cho nó đỡ xòe ra. Đấy, nó to, thân nó nặng các bạn. Kiều vuông Lộc Bắc mã số 4 nhé các bác nhé, có giá 320.000. Đấy, cái này này nặng nó xè xuống này, em chưa cho lên. 320.000 cho cái giò kiều vuông Lộc Bắc mã số 4 như này. Cái này về những cái thân như này về các bác cũng có thể làm hoa luôn được. Những cái thân như này về các bác làm hoa luôn được. Riêng cái dòng kiều rất dễ hoa nhé các bác nhé. 320.000 cho mã số 4 kiều vuông Lộc Bắc. Tiếp theo này các bác này, một giò tam bảo sắc như này nhé. Đấy, em cũng ghép giớn như này nhé. Giò tam bảo sắc mã số 5, 280.000 nhé các bác nhé, 280.000 cho một cái giò tam bảo sắc như này. Đấy, về các bác cứ treo chăm tưới thôi, bổ sung cho túi phân dê là ok thôi, 280.000. Tiếp theo phi điệp vàng này các bác này, một giò phi điệp vàng như này nhá. Đấy, con phương này em chưa đánh số rồi, đang nụ nhá, đang rất nhiều nụ nhá các bác nhá, đang sưng rất nhiều nụ đây. Đấy, đang sưng rất nhiều nụ đây nhá. Đấy, những cái thân như này đang sưng nụ này các bác này, đang sưng hết nụ này. Đấy, thôi cứ gọi tạm mã số 1 đi nhá các bác nhá. Mã số 1 nha các bác nha. Giò phi điệp vàng nha, có giá là 350.000 nha các bác nha, 350.000. Mã số 2 này các bác này, phi điệp vàng mã số 2 này. Cái này về thì các bác chuẩn bị được chơi hoa luôn nhá, chuẩn bị được chơi hoa, nụ rất nhiều nhá.
Đấy, nụ rất nhiều đây. Rất nhiều nụ nhé. Mã số 2 của em có giá là 500.000 nha các bác nhé. 500.000 cho giò số 2 như này nhé. Rất nhiều nụ luôn. Về khu vực miền Bắc về các bác được chơi hoa luôn. Tiếp theo này các bác này, em lên cho bác giò đen dô đỏ này. Đen dô đỏ nha các bác nhé, hoa đỏ chót nhé. Này có thể làm hoa Tết được. Đen dô đỏ mã số 12 của em là có giá 350.000 nha các bác nhé. 350.000 mã số 12. Rất là đẹp luôn. Riêng cái dòng này mặt hoa cực kỳ VIP luôn nha các bạn nhé. 350.000 cho chậu đen dô đỏ nha. Đen dô đỏ tiếp theo này các bác này, một cái chậu thân rất là dài, thân rất là dài, em đứng xa xa cho các bác nhìn. Mã số 10, mã số 15 nha các bác nhé. Mã số 15 của em cũng có giá là 350.000. Cũng có giá là 350.000. Thân rất là dài, thân dài nhất của nó chắc được khoảng 80 cm đấy các bạn. Tiếp theo em lên cho bác giò cáo nữa này. Một chậu cáo như này, hai cây, một mẹ một con nhé các bác nhé. Một mẹ một con. Ok, cái này cái quên chưa biết số rồi. Không số nha các bác nhé. Cáo không số nhé. Của em có giá là 280.000. 280.000 các bác nhé. Cáo không số 280.000. Tiếp theo này các bác này, em lên cho bác giò hạc vĩ thiên cung nữ bố nhé. Mã số 14. Mã số 14 có giá là 320.000 nhé. Một cái bảng hạc vĩ thiên cung nữ bố như này nhé. 320.000. Đấy, một cái bảng như này. Mã số 14 nha các bác nhé. Đây một cái bảng to hơn nhé các bác nhé. Mã số 3 nhé các bác nhé. Mã số 3. Đấy. Mã số 3 của em là có giá là 350.000 cho một cái bảng to như này nhé. Cây nó đã dài rồi. Cây nó đã dài như này nhé các bác nhé. Đây. Đấy. 350.000. Hạc vĩ thiên cung nữ bố nhé các bác nhé. Mã số 3 nhé. Tiếp theo này, em lên cho bác cái giò cáo nguyên bản này. Ba cây nguyên bản nhé. Nó là ba khúc đấy, em buộc nó vào đây. Ba khúc nguyên bản em buộc nó vào, em chưa trồng gì đâu. Em cứ buộc như này thôi nha các bác nhé. Ba cây. Có giá 350.000 cho mã số 1 nha các bác nhé. 350.000. Cáo mã số 1 nha các bác nhé. Một cái khúc nguyên bản như này, ba cây. 350.000. Mã số 1. Tiếp theo này các bác này. Một cái bảng giả hạc hoa hồng đỏ này. Giả hạc hoa hồng đỏ này các bác nhé. Mã số 15 nhé các bác nhé. À mã số 16 nhé. Mã số 16 giả hạc hoa hồng đỏ có giá 280.000. 280.000 cho một cái bảng như này nhé các bác nhé. Mã số 16. Mã
mã số 17 này các bác này, à mã số 30 này các bác này, cũng hoa hồng đỏ này, cũng 280.000 nha các bác nhé, mã số 30 giả hạt hoa hồng đỏ cũng 280.000 một cái bảng như này nhé. Về nhà cái này thì đã có phân các thứ đầy đủ rồi, về các bác cứ treo lên chăm tưới bình thường cho em thôi. Mùa này kể cả những cái này vùng khí hậu nóng nó càng lên mạnh nha các bác nhé. Mã số 30 280.000 giả hạt hoa hồng đỏ. Tiếp theo một cái bảng hạt quý Asa nhé các bác nhá. Cái bảng hạt quý Asa thân nó đã rất dài rồi. Cái này thì mùa hoa tới thì nó sẽ nở rực rỡ luôn nhé. Cái dòng những cái dòng này đặc biệt nó rất là sai hoa các bạn. Hạt quý Asa mã số 11 280.000 nhé các bác nhá. 280.000. Tiếp theo này các bác này, một cái chậu chậu này nó là cái gì em quên mất rồi nhỉ, em tự nhiên lại quên tên rồi, chậu này hoàng thảo nghệ tâm nhé các bác nhé, nghệ tâm 300.000 nhé các bác nhé, hoàng thảo nghệ tâm 300.000, bác nào lấy nghệ tâm báo em nhé, hoàng thảo nghệ tâm 300.000. Tiếp theo này các bác này, một giò hoàng thảo vôi này các bác này. Đấy. Hoàng thảo vôi nhé các bác nhé, em lại chưa đánh số, hoàng thảo vôi số 1 nhé, 260.000 cho giò hoàng thảo vôi số 1 nhé các bác nhé. Đấy. Ghép như này nhé. Đấy. Số 1 260.000, những cái thân già này về các bác cắt đi cũng được rồi, 260.000 số 1. Hoàng thảo vôi số 2 này các bác này, hoàng thảo vôi số 2 này có giá của số 2 nhé các bác nhé, hoàng thảo vôi số 2 có giá 280.000 cho một cái bảng hoàng thảo vôi như này nhé. Đấy. 280.000 hoàng thảo vôi số 2 nhé các bác nhé. Tiếp theo này các bác này, em lên cho bác một bảng long tu xuân này. Long tu xuân mã số 9 nhé các bác nhé, mã số 9 của em có giá là 300.000 cho cái bảng long tu xuân như này nhé, mã số 9. Đấy, một cái bảng rêu phong rồi. Đấy, rêu như này về các bác không phải đắp rêu cái gì cả, rêu tự nhiên này mới là đẹp nhé, có giá 300.000. Giò long tu xuân tiếp theo rồi các bác này, long tu xuân tiếp theo này, mã số 13 của em cũng có giá 300.000 nhé các bác nhé, long tu xuân mã số 13 cũng có giá 300.000 một cái bảng như này. Về các bác cứ treo lên chăm tưới bình thường, bác nào có cây xanh có thể ốp vào cây xanh là nó cũng lên rất là khỏe nhé các bác nhé, cũng có giá 300.000. Tiếp theo là các bác này,
một giò thanh đạm sữa này, thanh đạm sữa cũng 300.000 nha các bác nhé. Đấy, một cái giò thanh đạm sữa như này cũng 300.000. Tiếp theo này các bác này, giò quế trang tháng 8 nhé, ba cây rất là đẹp luôn, ba cây trồng trong cái chậu nhựa này rất là đẹp, về các bác lồng chậu vào cho em nhé, chăm tưới thêm phân bón các thứ mà lồng cái chậu vào cho em, để mà các bác cứ để nguyên lại được, cứ để cho to lên rồi lồng chậu cũng được. Đấy, quế trang tháng 8 ba cây rất là đẹp này các bác này, lá xanh mướt luôn, về các bác rất dễ chăm. Mã số 11 300.000 nha các bác nhé. Mã số 11 300.000, quế trang tháng 8. Quế trang tháng 8 tiếp này các bác này. Mã số 12 cũng 300.000 nhé. Mã số 12 cũng 300.000. Quế trang tháng 8. Rồi trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào các bác.